nó là quét bằng AI, dạ, quét bằng máy tính. Lúc nó quét, có thể con AI này nó chưa được duyệt qua cái hình ảnh này, học qua hình ảnh này nó tha, nhưng mà một con AI lần sau quét lại, và mỗi một ngày Phú quét một lần chứ không phải là mãi về sau nó mới quét. Đúng rồi. Anh hiểu rồi nào? Dạ. Nên là bây giờ mình chỉ có cách đấy là mình đang bán sản phẩm vi phạm chính sách. Thì đúng bây giờ rồi. Mình cần phải đọc hiểu rõ các chính sách của nó. Thì giải pháp của mình là lách. Lách. Anh hiểu từ lách không? Dạ đúng rồi, em đang muốn đấy là nó lách. Đúng cái cảnh tiêm trích đấy thì mình hậu kỳ cái đoạn mà nhiễu sóng, đúng cái chỗ tiêm đấy. Đây, chào thầy và mọi người. Thì như thầy biết thì mình buôn bán thì nó sẽ đa nền tảng, và hai cái nền tảng chính đó là Facebook và TikTok. Thì hai cái nền tảng này nó sẽ có hai cái chính sách nó tương tương nhưng mà ngược lại, nhiều cái nó cũng không có giống. Chẳng hạn như em là đang bán những cái dinh dưỡng cũng như là thuốc chữa bệnh dành cho gà trọi. Thì cái kênh TikTok của em ấy, em có thể trách miệng con gà em nhét cho nó ăn, hoặc em chữa bệnh, hoặc em trích. Thì nhưng mà riêng về mình đăng lên trên Facebook ấy, thì là tất cả nó đều quét cả ngôn từ lẫn video. Nhưng mà TikTok em đăng được, nhưng mà Facebook em đăng lên mà nếu như mình chạy quảng cáo là nó sẽ rụng. Nó không rụng bài, nó rụng bài hoặc nó rụng trang hoặc thậm chí nó chết. Nhưng còn như TikTok thì nó chỉ đánh gậy thôi. Thì thầy cho em biết cách nào để mình biết được rằng là khi mình lên cái bài đấy là mình biết chắc chắn nó sẽ chết. Tại vì lần sau mình tất cả, kể cả như mỹ phẩm hay làm đẹp, nó cũng sẽ có cái sự so sánh cả trong video lẫn ngôn từ. Nó nằm ở cái chỗ đấy. Làm sao để mình biết được rằng là mình lên cái đấy? Tại vì động vật mà liên quan đến con gà là riêng lên trên Facebook một phát là quét à? Cứ có con gà là quét, không cần làm gì hết. Đầu tiên là làm thế nào để biết chính xác cái bài đấy là lên phát là chết hoặc không chết? Đúng rồi. Cái này dễ đơn giản thôi. Bây giờ anh lập ra một cái fanpage này được gọi là fanpage rác để thử nghiệm. Anh đăng lên đấy, nó chết thì nó chết ở fanpage đấy. Nếu không chết thì bắt đầu anh đăng vào fanpage chính. Tức là anh thử đăng ở trên một fanpage rác trước. Hiểu rồi em ơi, page phụ ấy. Page phụ, lập ra một page phụ, đăng lên đây trước. Nếu không chết thì mình đăng về page chính. Không, mình đăng lên là mình phải chạy, mình biết. Mình đăng lên mình phải chạy mới biết. Thì page đấy vẫn chạy được quảng cáo mà. Thì đúng rồi. Page đấy mình chạy quảng cáo đúng không? Thì ok mà. Sau đó mình mới mang về page kia thì bắt đầu mình mới chạy quảng cáo thật. Nhưng mà có nhiều cái nó duyệt xong cái là mình chỉ cần chạy chỉ được khoảng vài ngày mới bắt đầu nó mới quét. Thì lúc này nó liên quan đến việc là lỗi nó báo vi phạm là cái gì. Sau cái phần lỗi xem chi tiết ấy thì anh phải đọc kỹ xem nó báo chính xác là cái gì. Đa số là ngược đãi động vật. Đờ, ngược đãi động vật tức là cái khung cảnh quay, cái đoạn đấy ví dụ như là tiêm trích là ngược đãi động vật. Thì cái đoạn cảnh đấy mình quay, nhưng đến khâu hậu kỳ thì mình lên edit tô mờ nó đi. Không, dạ dạ. Nhưng mà tức là em. Thì thế em mới nói là mình chỉ cần ôm con gà thôi là nó đã quét rồi. Ôm con gà thì làm sao mà quét được. Ví dụ anh Tuyền bán gà anh Tuyền mốc ở đây đâu là... có bị đâu. Không, cái đấy là ông không có chạy quảng cáo trên hiệu em mà. Ông ấy có chạy quảng cáo. Tức là những cái con như trên TikTok á, cái kênh của em á, là em muốn đăng gì cũng được. Rồi. Đó, nhưng mà riêng trên Facebook mà anh chỉ chạy được vài hôm là nó sẽ quét thôi. Vâng. Nếu như nó cho sống thì chỉ vài hôm. Em hiểu. Tại vì em có đến 20 cái trang mà nó đến 19 cái trang chết lần. Vâng. Có khi cái bài đó có khi em chạy nửa năm rồi xong nó mới chết. Ừ, đúng rồi. Thì nó là quét bằng AI. Dạ, đó. Quét bằng máy tính. Lúc nó quét, có thể con AI này nó chưa được duyệt qua cái hình ảnh này, học qua hình ảnh này nó tha, nhưng mà một con AI lần sau quét lại. Và mỗi một ngày Phú quét một lần chứ không phải là mãi về sau nó mới quét. Đúng rồi. Anh hiểu rồi nào? Dạ. Nên là bây giờ mình chỉ có cách đấy là mình đang bán sản phẩm vi phạm chính sách. Thì đúng bây rồi. Giờ mình cần phải đọc hiểu rõ các chính sách của nó. Thì giải pháp của mình là lách. Lách. Anh hiểu thì, từ lách không? Dạ đúng rồi, em đang muốn đấy. Là nó lách. Đúng cái cảnh tiêm trích đấy thì mình hậu kỳ cái đoạn mà nhiễu sóng, đúng cái chỗ tiêm đấy. Ví dụ anh xem các video những cái cảnh máu mê ấy, thì ngay lập tức nó biến cái hình máu ấy, nó chuyển sang một cái màu khác là màu đen chẳng hạn. Tức là bình thường là máu là cảnh cứa cổ này, máu này thì nó sẽ có hình bôi mờ này, hoặc máu là màu đỏ luôn, nhưng nó cho cái video ấy thành màu trắng đen luôn thì nó lại không bị sao. Tức là tương đương với việc là một vết bẩn. Dạ. Tức là đúng cái chỗ đấy thì là chuyển màu này, bôi mờ làm cho nó mờ hình đi đấy, làm nhiễu giống kiểu VTV bị mất sóng ấy. Dạ rồi. Đấy thì là được. Thì được lâu hơn đấy anh hiểu. Đúng rồi, nó được lâu hơn thôi. Chứ nó không được. Không được mãi đúng không? Không anh được, muốn được mãi thì anh phải mua page bảo kê, nhưng mà page bảo kê cũng chả giải quyết vấn đề gì. Bởi vì sản phẩm của mình là sản phẩm vi phạm chính sách. Đúng rồi. Thì trước sau gì cũng chết. Yeah. Thế việc của mình là nó cũng bị phí đúng không? No, phí khách hàng đúng không?
Đúng rồi. Đúng không? Thì page của em cũng thế, chết thì thôi. Nhưng mà cái nơi mà hỗ trợ và nơi lại chứa học viên lại không có chạy quảng cáo. Là cái kênh hỗ trợ đây đâu có chạy đâu. Dạ. Anh hiểu rồi em? Dạ vâng. Tức là nơi hút khách hàng về xong mới đưa sang chỗ khác để giao dịch thì nó lại là một nơi khác. Nơi giữ khách hàng là một cái page khác. Và page đấy không chạy quảng cáo thì không mở chứ. Dạ. Đúng rồi. Thì đúng rồi, thì tất cả những cái trang chết đấy của mình vẫn có một lượng khách hàng nhất định rồi thì người ta vẫn vẫn giữ. Cái trang chết đấy thực ra là chỉ là không được chạy quảng cáo thôi, còn thực ra còn vẫn mình vẫn đăng, mình vẫn trả lời, mình vẫn chốt khách. Vẫn chat được như bình thường. Như thế thì như cái của em thì là nó sẽ phải bị chết liên tục và phải lập liên tục. Đúng rồi. Trang tài khoản là phải bay liên tục. Bây giờ mình phải tìm cách lách nó được lâu hơn đấy, chắc chắn có cách được lâu hơn. Với các sản phẩm ưu đãi chính sách này ít được chỉnh sửa thôi, đặc biệt là các gì, các thứ liên quan đến chỉnh sửa bài viết. Không được, nói chung là hạn chế các thao tác liên quan đến chỉnh sửa bài viết. Thường là chỉnh sửa tuổi, target thì có thể chỉnh sửa. Anh hiểu rồi nào? Yeah. Cái số 2 nữa là anh thử chuyển sang một cái gọi là VPS, tức là máy chủ ảo để xét quảng cáo chưa? Không, cái bởi vì không biết. Cái chỗ anh nó đang là vi phạm rồi. Dạ, đúng rồi. Tụ điểm của việc vi phạm. Đúng rồi. Check the IP nên là cứ lập ra chết. Lập ra chết. Thì bây giờ anh xét quảng cáo qua máy chủ ảo. Tên của nó là VPS nhưng mà sẽ hơi chậm ấy, hoặc là anh tìm phần mềm Marketing City, MKT.city rẻ lắm. Dạ. Mấy chục một tháng thôi, mấy chục nghìn đấy. Đấy chưa? 5 tài khoản đầu là miễn phí thì nó là xét quảng cáo qua máy chủ trung gian ảo. Ví dụ máy đấy anh đặt Thái Lan cũng được. Nhưng mà anh đang ở Việt Nam thì IP nó là IP khác, địa chỉ khác và user gần máy tính khác. Anh hiểu không? Hiểu. Bây giờ anh đơn giản như thế này. Đi tương đây là ví dụ giả sử nhá. Yeah. Anh đi tù rồi chẳng hạn. Yeah. Thì trong chứng minh thư của anh đã đi tù rồi, đi đâu thằng khác cũng xoay. Yeah. Hiểu không? Thế bây giờ mình phải fake IP của mình sang cái khác đi. Tức là bây giờ vẫn cái chỗ xét quảng cáo đấy, vẫn là địa chỉ mạng đấy, địa chỉ máy tính đấy, địa chỉ nhà đấy, chỗ đấy đang bị vi phạm rất nhiều. Lập lên chết. Đây là cái chỗ, là chỗ phải chết rồi. Yeah. Thì bây giờ là mình vẫn xét quảng cáo đấy, nhưng mình xét qua một cái phần mềm trung gian, là một cái máy tính ảo. Yeah. Thì cái máy tính ảo đấy, mình ngồi, rõ ràng mình đang ngồi ở đây là cà phê muối, nhưng mà qua cái địa chỉ ảo đấy là đang ở bên Singapore cơ, thì nó lại không quét nữa. Yeah. Nó đỡ chết hơn. Anh hiểu không? Chứ không có cách nào gọi là vĩnh viễn cả, anh hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Dạ, rồi. Bây giờ vẫn cái địa chỉ mạng đấy, cứ lên cam mà đi. Cách lách thôi. Đúng không? Một là lách content nhá. Một là lách content đi. Hai là dùng máy tính ảo xét quảng cáo ở một địa chỉ mạng khác đi. Mặc dù mình vẫn ngồi ở đây mình xét quảng cáo. Thế thôi. Dạ. Tên phần mềm là mkt.city. Vào YouTube hướng dẫn dùng phần mềm mkt.city. 5 mạng đầu là free. Tức là 5 nick Facebook đầu tiên là free, thoải mái. Rồi, cảm ơn thầy. Dạ vâng.